Vâng ạ, Porsche Cayenne quý anh chị quý khách ạ, một cái thiết kế đi vào huyền thoại mà rất là đẹp luôn. Đây là chiếc Cayenne phiên bản Platinum Edition sản xuất năm 2014. Trên cái phiên bản Platinum Edition của năm 2014 ấy, thì mọi người lưu ý nhá là xe sẽ có màu đen ánh kim. Đó, đèn bi, rửa pha, cảm biến quanh xe luôn quý anh chị quý khách ạ. Hơn nữa thì chiếc xe này sẽ được trang bị la răng 20 inch. Đấy, la răng lựa chọn thêm lớn hơn so với lại phiên bản thường nhá. Đấy, bình thường những chiếc xe khác nó chỉ có 18 inch và họa tiết nó không cầu kỳ như cái này. Đấy, nó đơn giản hơn. Đó. Xe có bậc lên xuống cứng này. Đó. Và cái lẹp chân kính này thì là sẽ được sử dụng sơn xi mạ thay vì sơn đen hoặc là mạ chrome giống như những chiếc xe khác nhá. Đèn hậu của chiếc xe này là full LED rồi. Đó, thiết kế rất là nhiều họa tiết và tinh vi. Đó, 2 lít bô vuông. Đó, Cayenne. Đó, có đèn phanh vây gió và vây gió cũng được sơn đồng màu với lại lẹp viền chân kính nhá. Đây quý anh chị quý nhà. Khoang để đồ rất rộng luôn. Khoang để đồ rất rộng luôn quý anh chị quý nhà ạ. Và bên dưới này cũng được trang bị lốp dự phòng, loại lốp chống đinh nhá. Đầy đủ các kích lốp và phụ kiện đi kèm luôn. Một chiếc xe rất là đẹp. Keo chỉ, ốc át, khung sườn, máy số là nguyên bản luôn quý anh chị quý nhà nhá. Một chiếc xe rất mới và đẹp luôn ạ. Cốp điện này. Đó, rất tuyệt vời. Em mời quý anh chị quý nhà về phía trước để tham quan cái không gian nội thất trên chiếc xe này. Keo chỉ của cánh cửa sau bên lái ạ. Đây. Loa này. Loa bầu nhá. Khu vực gạt tàn xì gà. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Ghế da hai màu, có cửa gió điều hòa trên cột B. Đó. Tất cả các ghế thì đều được đục lỗ thông hơi. Chiếc xe này rất rộng luôn ạ. Rất rộng. Da là toàn bộ là da nguyên bản theo xe. Và được dập logo nổi ở tựa đầu nhá. Điều hòa tự động 4 vùng độc lập, có cửa sổ rời. Đấy, đóng cửa chắc lịch luôn. Đó. Đây. Gương kính chỉnh điện này. Platinum Edition. Đấy, được lẹp luôn. Bên trên khu vực lên xuống cửa. Ghế điện. Đó. Đấy, logo dập nổi này. Cửa trời. Trên phiên bản này thì có điều chỉnh các chế độ Sport, đấy, Off-road, có cân bằng điện tử, đấy, rất nhiều luôn. Điều hòa 4 vùng độc lập, màn hình 7 inch có cảm ứng nhá, đấy, có ổ đĩa luôn. Vô lăng thì có lấy chuyển số thể thao, có set cruise control, ga tự động, rất tuyệt vời. Thì được trang bị động cơ 3.6 quý anh chị quý nhà ạ. Ốc át keo chỉ, khung sườn máy số là nguyên zin. Rất đẹp luôn. Một chiếc xe rất đẹp và giữ gìn. Động cơ 3.6 lít. Máy số sáng chưa mọi người? Một trong những chiếc xe rất là hiếm. Giá hiện tại thì rất êm rồi, có 1.890.000.000 thôi. Đó. Và với những khách hàng ở Hà Nội, em vẫn có hỗ trợ trả góp cho quý anh chị quý nhà. Mọi người có nhu cầu quan tâm nhấc máy liên hệ ngay cho cửa hàng em 0912669955 gặp anh Tuấn, hoặc qua trực tiếp cửa hàng ở địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội gặp em Thuận để giao dịch cho chiếc xe này. Xin được cảm ơn quý anh chị quý nhà đã theo dõi video ạ.